Chương 1.1, lời của tác giả, nghe chọn bộ tại mechuyenaudio.com. Tuổi học trò vốn là những năm tháng vô cùng vui vẻ và gắn bó. Ở tuổi này mỗi chúng ta đều có những trải nghiệm mới, những khám phá mới và những trò tinh nghịch không giống ai cả. Trong cuộc đời tôi cũng vậy, với năm nay là năm học lớp 9, sắp phải chia tay mái trường cũng như những người bạn ở quanh tôi vì vậy mọi thứ trôi đi cũng chỉ mình tôi hiểu tôi có yêu quý họ hay không tôi có yêu quý họ không nói có thì cũng đúng còn nói không cũng hơi đúng bởi vì tôi có lúc ghét họ có lúc lại thấy yêu quý và nhớ họ biết chừng nào lớp tôi học sinh giúp đỡ nhau đó chỉ là với nữ thôi còn nam thì họ lại tìm cách tố tội nhau tuy nhiên những lúc cần thì họ cũng giúp đỡ nhau còn họ có quý tôi không cái đó thì tôi hoàn toàn mù tịt tôi không hề hiểu họ nghĩ gì về tôi và cũng giống với bao học trò khác tôi cũng được người ta tâng bốc lên mây xanh lúc ở gần tôi và sau khi tôi quay lưng đi sang chỗ khác họ lại âm thầm nói xấu và kéo tôi xuống đất tuy nhiên đó chỉ là những lời kể lại và một vài lần tôi bắt gặp được bọn họ nói xấu tôi tôi có rất nhiều kỷ niệm bên họ đó là đi du lịch lăng bác và công viên thủ lệ đi làng gốm bát tràng thì tôi say xe không đi được nên lần đó ở nhà nhưng mỗi lần đi chơi cùng nhau là một điều vui họ thường thích tự sướng rồi đăng lên facebook tôi thì không tôi ghét tự sướng và đăng lên tôi chỉ thích tự sướng rồi lưu vào album thôi lớp tôi có vài đứa biết yêu sớm và tụi nó thường hay kêu tôi chỉ giáo cách tán nàng Tuy nhiên tôi đều sợ chạy mất dép và không giúp tên nào tán ai cả. Bởi nếu các nàng biết được, nhất định sẽ đem tôi đi xử trảm. Bạn biết không, chúng nó yêu nhau thì tôi lại là người bị phiền. Tuy rằng tôi chẳng yêu hay thích ai nhưng tôi vẫn bị phiền từ bọn nó. Tôi không làm chức vụ gì trong lớp cả. Chỉ đơn thuần là học cũng thuộc tốt khá trong lớp nên cũng có vài người hơi kiêng dè tôi bộ máy, chính trị, lớp tôi thực sự cũng có đôi chút khiến tôi hơi bất bình. Đó là vì lớp trưởng lớp tôi vẫn chưa thể hiện được hết uy quyền của mình nên nhiều lúc bọn trong lớp cũng không sợ. Mà cái cốt yếu của việc làm chương 1, 2, nghe chọn bộ tại mê audio com sao mong độc giả đọc hết lời tâm sự đầu này của mình. Độc giả thông cảm, mở đầu của mình nhất định sẽ có bạn cho là cũ dích. Nhưng mỗi mở đầu đều mang một ý nghĩa riêng. Mình chỉ muốn nói rằng, mình đảm bảo đây là một bí kíp lớp trưởng và đảm bảo nội dung sẽ mang sắc mới mẻ. Không phải là những kiểu tình yêu chạm chán do dậy muộn như bình thường nữa bởi vì chuyện hoàn toàn không liên quan quá nhiều đến tình yêu. Cũng có nhưng phần đầu chuyện chỉ chủ yếu nói tới lớp trưởng Trần Linh Dương mà thôi. Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ. Thân, reng reng reng. Trong một ngôi nhà nhỏ nhắn xinh xinh, có tiếng chuông đồng hồ báo thức reo inh ỏi khắp một căn phòng. Trên chiếc giường màu xanh lá cây trong căn phòng ấy, một thân hình nhỏ nhắn xinh xắn đang ngủ rất ngon lành. Hôm nay là ngày đầu tuần, phải đến trường đi học nhưng dường như có ai đó đã quên mất nhiệm vụ quan trọng ấy. Nó vẫn cứ ngủ, mặc dù năm nay đã là năm cuối cấp 3 nhưng cái tật ngủ nướng vẫn còn đó. May mắn là nó chịu khó thức khuya học bài nên nó cũng thuộc tốt khá giỏi của lớp Trần Linh Dương, rốt cuộc con tự dậy hay cần nhờ đến chổi lông gà của mẹ, gạch dưới mẹ nó từ ngoài nói vọng vào. Bà không thể hiểu nổi, nó giống ai mà lại ngủ nướng cả vào những hôm quan trọng như thế. Năm nay đã là nữ sinh lớp 12 rồi, nó thật đúng là làm mất thể diện của bà quá. Mẹ nó thở dài nhìn sang một người bên cạnh, nở nụ cười nhẹ nhưng chứa đựng sự ái ngại, "Lâm, cháu chờ con bé một lát, không sao đâu ạ, à. dù sao thì cảnh này cháu cũng chương hay nghe chọn bộ tại Mê Chuyện audio com Nó ngồi trên bàn, vẻ mặt trầm tư suy ngẫm. Hôm nay vẫn như mọi ngày, vẫn là dung hống hách và người khác lấy lòng. Nó nghe những lời nịnh hót tâng bốc từ đám bạn thân của nhỏ mà nổi da gà trong lớp dung có vài đứa bạn thân vì dung là lớp trưởng nên ít nhiều bọn họ cũng được dung chống lưng cho vì vậy mà dung nói gì họ cũng nghe dung làm gì cũng nịnh nọt bởi vậy mà nhỏ dung rất đắc ý và chẳng bao giờ kiếm cớ phạt họ cả được chống lưng như vậy nên đám bạn thân của nhỏ cũng khá kiêu kỳ hống hách suốt ngày chỉ quanh quẩn bên cạnh để ca tụng nhỏ dung nó đang nghĩ ngợi vẩn vơ chợt thấy tiếng cười khúc khích vang lên phía trên bàn giáo viên lớp nó nổi tiếng quậy phá mà lớp trưởng thì chẳng bao giờ quản lý những trò quậy ấy mà còn hùa theo trêu đùa cùng đám học trò nghịch phá vì dung có uy quyền nên khi bị phát hiện chẳng đứa nào dám mở miệng ra là nhỏ cũng nằm trong đám quậy phá ấy nên thầy cô vẫn hết sức tin tưởng nhỏ nhưng mà nói chung là những trò quậy ấy cũng không bao giờ vượt giới hạn quá mức bị phát hiện cũng chỉ bị kỷ luật một chút thôi dung cũng là người khôn nhỏ cho dù có hua theo đám bạn quậy phá đi chăng nữa cũng biết chừng mực để tránh nó quá giới hạn sẽ bị thầy cô phạt nặng nó đi lên phía trên đưa mắt tò mò nhìn không biết lại quậy cái gì nữa đây lớp nó năng động quá à đôi mắt nó dừng trên mấy viên phấn bọn bạn nó đang cầm trên tay đám bạn trong lớp nó đang cầm phấn trắng tô lên chiếc ghế ngồi màu kẻ ca rô trắng đen của giáo viên. Cách làm này cần sự khéo tay và lớp nó đúng là khéo léo, tô phấn lên phần màu trắng của ghế nhưng màu ghế trông vẫn rất bình thường. Trò đùa này cũng không quá chớn, nhưng tuy nhiên nếu đối với thầy cô mà khó tính thì cũng sẽ bị nhắc nhở nhiều đấy. Nó cũng hơi buồn cười, tưởng tượng thầy cô không may ngồi phải rồi trắng phớ đít quần thật sự rất hài hước. Nó chợt ngẫm nghĩ, lát nữa là tiết thầy tiến, bọn mày định tô trắng quần thầy tiến à? Ừ, trêu thầy một chút, dù sao thầy cũng hiền. Nó tưởng tượng ra khung cảnh trêu chọc thầy nên cũng thấy buồn cười. Nhưng mà nó chợt khựng lại. Làm vậy không phải là đang trêu đùa thầy hay sao? Thầy Tiến là thầy dạy toán lớp nó, thầy chưa bao giờ đối xử tồi tệ với học sinh nào bao giờ cả thầy luôn qua chương 3, nghe chọn bộ tại mê audio com ba tuần nữa trường nó tổ chức meeting khai giảng đầu năm học mỗi lớp được cử chuẩn bị hai tiết mục đơn giản vấn đề này khá là náo nhiệt và khắp nơi đâu đâu cũng thấy bàn tán về việc này lớp nó cũng khá là hào hứng với vấn đề lần này và vì thế nên giờ ra chơi ở lớp nó vô cùng nhộn nhịp tất cả đều đang vui vẻ bàn tán về kế hoạch sắp tới nó cũng đang khá là hào hứng cho công việc lần này nếu cả lớp cùng nhau góp ý kiến và thực hiện chắc sẽ vui lắm đây nó tiến tới bàn của lâm ngồi xuống bên cạnh cậu cười vui vẻ lâm đang đọc một cuốn sách của tác giả nguyễn nhật ánh nó có mang tên là tôi là bê tô nó nhìn vào bìa sách gật gù nhìn cậu ông cũng biết chọn sách nha cuốn này bán chạy lắm á ừ lâm nói rồi khẽ gập cuốn sách lại nhìn nó nó cũng rất thích đọc sách. Nhưng có điều cậu ít thấy nó đọc trên lớp. chương 4, nghe chọn bộ tại mê audio com. Cả lớp đưa mắt nhìn về phía cửa lớp. Không ai nghĩ rằng cô giáo chủ nhiệm hiện vẫn còn ở trường. Hồi sáng thấy cô hơi mệt phải uống thuốc, vậy mà giờ cô vẫn còn ở đây. Cô chủ nhiệm thật sự là một người cô rất tuyệt vời. Cô chủ nhiệm lớp nó là cô Vân Anh trong lúc nó và dung đang đối thoại qua lại bỗng dưng cô chợt xuất hiện ở cửa nó nhìn cô giáo chủ nhiệm rồi nhìn dung nếu như cô đã quan sát từ đầu tới cuối cuộc đối thoại thì tốt quá cô có thể biết được bộ mặt thật của nhỏ nó đưa tia mắt chiếu thẳng lên người dung nhỏ bất chợt lo lắng nhưng rồi nhanh chóng lấy lại phong độ dung quay sang cô chủ nhiệm mỉm cười nhẹ không có gì đâu cô dương nhìn nhỏ chợt thấy tức cười trong lòng Vừa rồi khuôn mặt nhỏ còn bạm trợn, lườm nó sắc bén, vậy mà chỉ cần cô Vân Anh vừa xuất hiện, ngay lập tức Dung đã thay đổi gương mặt, trở nên ngoan hiền. Từ khi nào mà nhỏ học đóng kịch giỏi vậy đây? Vừa lên cấp 3 đã biến thành một con người khác, diễn kịch trước mặt người khác cũng trở nên tài giỏi. Nhưng nó vẫn chưa biết Dung đã giả tạo như thế này từ bao giờ. Không lẽ ngay từ khi nó gặp nhỏ, nhỏ đã sống giả tạo rồi? Chỉ là bây giờ nó mới biết thôi ư? Dung nhìn cô Vân Anh, đôi mắt nhỏ khẽ liếc nó, vừa rồi không biết cô đã thấy hết chưa? Nếu thấy rồi thì thật mất mặt, ngày hôm nay thật là khốn kiếp, nhỏ đã để lộ rất nhiều thứ, đã thế lại còn bị nó chống lại. Rốt cuộc là nó bắt đầu chống lại nhỏ từ khi nào, nhỏ cũng không hề để ý. Chỉ nhớ khi vừa đặt chân lên cấp 3 được nửa năm, nó đã tự rời xa nhỏ nó không còn coi nhỏ là bạn thân nữa điều đó nhỏ cũng chẳng có gì quan trọng bởi vì làm bạn thân với nó cũng đâu giúp nhỏ có quyền lực trong lớp như bây giờ nhỏ phải tự sức mình làm thì bây giờ mới có thể khiến người khác sợ hãi như vậy không có gì thật sao cô thấy mọi người trong lớp có vẻ hơi căng thẳng cô vân anh hỏi lại lần nữa đôi mắt cô dừng trên người dương nó là người duy nhất trong lớp đang đứng đối diện với dung cô chưa hiểu rõ câu chuyện nhưng cô thấy dường như nó và dung có điều gì đó đang được tranh luận nó bây giờ mới hiểu hóa ra cô chưa biết gì thật là tại sao không để cô đứng ở cửa lớp sớm hơn chút nữa chứ như vậy có thể khiến cho dung không còn có thể hống hách nữa nhưng không sao hôm nay nó sẽ nói rõ tất cả ra sao thì ra dù sao nó cũng đã đấu tranh có chuyện cần cô giải quyết đó ạ à? gạch dưới nó lên tiếng cô giáo thở dài lần này đây là lần đầu tiên cô thấy lớp có sự tranh luận mà cần đến cô giải quyết